Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 28 tháng 9 năm 2022 Lê Đình xin chia sẻ với quý vị bốn thay đổi chính của chương trình Medicare Part A và Part B trong năm 2023. Tiền nào tăng, tiền nào giảm so với năm 2022? Số tiền quý vị cần phải đóng cho Medicare Part B trong năm 2023 thấp nhất là bao nhiêu, cao nhất là bao nhiêu? Quý vị phải trả trước bao nhiêu tiền thì Medicare Part A và Part B mới trả cho quý vị. Cảm nghĩ của Lê Đinh và của quý vị trước những thay đổi này ra sao? Quý vị thân mến, vào ngày hôm qua, 27 tháng 9 năm 2022, CMS, tức là Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của Chính phủ Hoa Kỳ, vừa ra thông báo có liên quan đến những thay đổi về tiền lệ phí và tiền deductible của hai chương trình Medicare Part A và Part B trong năm 2023 sắp tới. Những thay đổi này có liên quan trực tiếp đến những quý vị về hưu đang đóng tiền hàng tháng để có bảo hiểm Medicare Part B và có những khoản tiền deductible đối với Medicare Part B và Medicare Part A. Đối với Medicare Part B, tiền hàng tháng mà quý vị cần phải đóng để có bảo hiểm Medicare Part B và số tiền deductible mà quý vị cần phải trả trước khi Medicare Part B trả cho quý vị sẽ ít hơn so với năm 2022. Tức là tiền phí Medicare Part B và tiền deductible của Medicare Part B trong năm 2023 sẽ được giảm xuống. Tiền phí hàng tháng hay còn được gọi là Medicare Part B Premium là số tiền mà quý vị phải đóng mỗi tháng để có được Medicare Part B. Khi quý vị có Medicare Part B, bảo hiểm này sẽ trả cho các chi phí bác sĩ, chi phí khám bệnh ngoại trú, chi phí cho những dụng cụ y tế cần thiết của quý vị và những chi phí mà Medicare Part A không chi trả. Trong năm 2022, tiền Medicare Part B căn bản mà quý vị cần đóng mỗi tháng cho Sở An sinh xã hội là 170 đô la 10 sen. Bước sang năm 2023, số tiền này giảm xuống còn 164 đô la 90 sen mỗi tháng mà thôi. Điều này có nghĩa là tiền Medicare Part B của quý vị trong năm tới sẽ ít hơn năm nay là 5 đô la 20 sen mỗi tháng. Nếu lấy 5 đô la 20 sen nhân cho 12 tháng, thì một năm quý vị tiết kiệm được là 62 đô la 40 sen. Nhưng không phải bất kỳ quý vị nào về hưu cũng đóng 164 đô la 90 sen mỗi tháng cho Medicare Part B giống như nhau. Tiền phí Medicare Part B 164 đô la 90 sen mỗi tháng là số tiền thấp nhất dành cho những quý vị có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Những quý vị có thu nhập cao hơn sẽ phải đóng tiền Medicare Part B mỗi tháng cao hơn. Lệ phí Medicare Part B cao nhất trong năm 2023 mà những người có thu nhập cao lúc đi làm có thể phải đóng lên đến là 560 đô la 50 cent cho mỗi tháng. Nói chung, nếu quý vị có thu nhập thấp thì lệ phí Medicare Part B mà quý vị cần đóng mỗi tháng cũng thấp, mà thấp nhất sẽ là 164 đô la 90 cent một tháng. Còn nếu quý vị có thu nhập cao, tiền Part mỗi tháng quý vị cần đóng sẽ cao hơn và mức cao nhất có thể lên đến là 560 đô la 50 cent cho một tháng. Thay đổi thứ hai của Medicare Part B trong năm 2023 là thay đổi về tiền deductible. Deductible là số tiền mà quý vị phải trả cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị trước khi bảo hiểm của quý vị bắt đầu trả tiền deductible đất table của Medicare Part B trong năm 2023 cũng ít hơn năm 2022. trong năm 2022 tiền deductible đất table trọn năm là 233 đô la, tức là quý vị phải trả trước cho các chi phí bác sĩ hay là bệnh viện ngoại trú 233 đô la, rồi sau đó Medicare Part B mới trả phần còn lại cho quý vị. sang năm 2023 tiền deductible sẽ là 226 đô la một năm, tức là giảm đi 7 đô la một năm so với năm 2022. Thay đổi thứ ba là thay đổi về tiền lệ phí hàng tháng của Medicare Part A. Lệ phí hàng tháng là số tiền quý vị cần phải đóng mỗi tháng để có Medicare Part A. Những quý vị bị bệnh cần phải vào bệnh viện điều trị hoặc cần phải vào các viện điều dưỡng hoặc cần những dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác sẽ được Medicare Part A chi trả cho các chi phí đó. Trong năm 2023, lệ phí bảo hiểm sức khỏe của Medicare Part A sẽ tăng hơn năm 2022. Tuy nhiên, quý vị không cần phải lo lắng về phần lệ phí của Medicare Part A tăng hay giảm, bởi vì khi quý vị về hưu, tức là quý vị đã có đủ 40 tính chỉ làm việc mà khi quý vị có đủ 40 tính chỉ làm việc Quý vị được quyền lợi là có Medicare Part A mà không cần phải đóng lệ phí hàng tháng. Dĩ nhiên, quyền lợi mà quý vị có được là do khi quý vị đi làm, quý vị có đóng thuế Medicare và đã đóng đủ thuế Medicare để được quyền lợi này. Nhưng nói một cách dễ hiểu và dễ nhớ hơn là nếu quý vị có đủ 40 tính chỉ làm việc thì khi về hưu quý vị sẽ được free Medicare Part A. Đối với những quý vị nào từ 65 tuổi trở lên, nhưng chưa có đủ 40 tính chỉ làm việc. Ví dụ quý vị đã đến 65 tuổi nhưng quý vị chỉ mới có 20 tính chỉ làm việc mà thôi. Muốn có Medicare Part A để trả các chi phí nằm viện cho quý vị, quý vị phải trả tiền mua, tức là quý vị phải đóng lệ phí hàng tháng và lệ phí hàng tháng để mua Medicare Part A trong năm 2023 là 506 đô la mỗi tháng. Còn những quý vị có ít nhất là 30 tính chỉ làm việc hoặc quý vị lập gia đình với người có ít nhất là 30 tính chỉ làm việc. Quý vị muốn mua Medicare Part A thì quý vị có thể trả với giá rẻ hơn. Trong năm 2023, lệ phí mua Medicare Part A cho những quý vị có ít nhất là 30 tính chỉ làm việc sẽ là 278 đô la mỗi tháng, tức là tăng hơn 4 đô la một tháng so với năm 2022. Thay đổi thứ tư là tiền deductible của Medicare Part A tiền deductible là số tiền quý vị cần phải trả trước khi bảo hiểm Medicare Part A trả cho những chi phí dịch vụ bệnh viện của quý vị. Thí dụ, một người có deductible là 1.000 đô la trong một năm. Nếu người đó nhập viện và có các bill bệnh viện là khoảng 3.000 đô la, người này phải trả 1.000 đô la cho bill bệnh viện đó, 2.000 đô la còn lại là bảo hiểm sẽ trả. Trong năm 2023, tiền deductible của Medicare Part A sẽ tăng lên. Sự gia tăng này ảnh hưởng đến tất cả những quý vị đang có Medicare Part A một khi quý vị phải nhập viện để được điều trị trong một thời gian dài. Nhiều quý vị lầm tưởng rằng khi quý vị đang có Medicare Part A miễn phí thì lúc quý vị nhập viện quý vị cũng không cần phải trả thêm tiền gì cả. Sự thật là không phải như vậy. Cho dù quý vị đang nhận Medicare Part A miễn phí là nhờ quý vị có được 40 tính chỉ làm việc. Nhưng khi quý vị phải nhập viện hoặc cần phải điều trị gì đó lâu dài, thì quý vị vẫn phải trả tiền deductible của Medicare Part A. Tiền deductible trong năm 2023 sẽ tăng hơn một chút so với năm 2022. Nếu như trong năm 2022, quý vị chỉ cần phải đóng 1.556 đô la tiền deductible cho 60 ngày đầu nhập viện. Bước sang năm 2023, tiền deductible cho 60 ngày đầu nhập viện sẽ là 1.600 đô la, tức là tăng hơn 4 đô la so với năm 2022. Thí dụ, một người đang có Medicare Part A bị bệnh và cần phải nhập viện điều trị trong vòng 10 ngày, có chi phí điều trị là 10.000 đô la. Nếu trong năm 2022 thì người này chỉ cần trả phần deductible là 1.556 đô la, còn phần còn lại Medicare Part A sẽ trả còn nếu trong năm 2023 thì người này sẽ phải trả phần deductible là 1.600 đô la, phần còn lại Medicare Part A của người này mới trả. Quý vị thân mến, đây chỉ là một ví dụ đơn giản nhất. Để giúp quý vị thấy sự khác biệt về tiền deductible của năm 2022 và 2023, trên thực tế, các chi phí bệnh viện hay chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ được tính một cách chi tiết hơn. Một người có bảo hiểm sức khỏe Medicare Part A khi cần phải nhập viện điều trị. Nếu nhập viện và điều trị trong vòng 60 ngày đầu, thì tiền deductible của người này trong năm 2023 là 1.600 đô la. Nhưng nếu thời gian nằm viện của người này lâu hơn 60 ngày, tức là lâu hơn 2 tháng, tính từ ngày thứ 61 đến ngày 90, người này phải trả thêm 400 đô la cho một ngày nằm viện. Nếu người này cần được điều trị tại bệnh viện lâu hơn 90 ngày, tức là lâu hơn 3 tháng, nếu nằm thêm một ngày, người này phải trả 800 đô la cho ngày đó. Trường hợp người này không nhập viện điều trị, mà người này được đưa vào các viện dưỡng lão để chăm sóc. Người này cũng phải trả 1.600 đô la tiền deductible cho 60 ngày nằm viện đầu tiên. Nếu ở lâu hơn, người này sẽ phải trả thêm 200 đô la cho mỗi ngày. Nói tóm lại, bước sang năm 2023, Tiền Medicare Part B căn bản mà quý vị cần phải đóng mỗi tháng là 164 đô la 90 xu. Tiền deductible của Medicare Part B mà quý vị cần phải trả trong năm trước khi bảo hiểm Medicare Part B chi trả các khoản còn lại là 226 đô la. Tiền phí Medicare Part E mỗi tháng là 506 đô la, nhưng rất may quý vị không cần phải đóng khoản tiền này nếu quý vị có đủ 40 tính chỉ làm việc nhưng quý vị cần phải đóng tiền deductible của Medicare Part A một khi quý vị cần phải nhập viện. Đó là 1.600 đô la trong 60 ngày đầu tiên. Từ ngày thứ 61 trở đi đến ngày 90, quý vị cần phải đóng thêm là 400 đô la một ngày. Từ ngày 91 trở lên, quý vị phải đóng là 800 đô la một ngày. Nếu quý vị ở các nursing home, quý vị phải đóng thêm là 200 đô la một ngày. Quý vị thân mến, Quý vị có những suy nghĩ và cảm nghĩ gì trước những thay đổi của Medicare Part A và Part B trong năm 2023? Riêng đối với Leiden, Leiden sợ nhất là phần tiền deductible của Medicare Part A. Dẫu biết rằng số tiền này là đã giảm hơn so với năm 2022. Tiền viện phí quá mắc, đọc xong là thấy sợ bị bệnh, bởi vì một khi bị bệnh mà phải nằm viện trong một thời gian dài thì những số tiền mà quý vị hay Lê Đinh để giành được trong nhiều năm qua chắc sẽ bị cuốn theo chiều gió. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ gửi đến quý vị thêm nhiều video với những thông tin hữu ích khác. Cho nên, Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Nếu quý vị đã nhấn nút subscribe và nút chuông một lần rồi, xin quý vị hãy nhấn nút like và share nếu quý vị thấy video của Lê Đinh có những thông tin hữu ích. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo